Vâng, chào toàn thể mọi người đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái gậy bóng chày bằng giấy, gậy bóng chày cơ mà các vận động viên hay chơi đấy. Thôi không nói nhiều nữa, bữa nay nói thôi, vào cuộc luôn này. Các bạn nên chuẩn bị giấy giấy trắng càng đẹp, giấy này giấy rồi cái đầu bì thay 27 này, một cuộn băng keo này và một đoạn que này, que thì thẳng là được. Đó, nguyên liệu chuẩn bị đây. Thì đầu tiên các bạn bỏ lên, chồng lên một sắp giấy cho giấy này, bỏ cái que gì đó nữa. Que này để chống khỏi cầm nhé. Đây. Cuốn thành đường đây, sẽ cho chắc. Đầu tiên dán cái con voi vào chỗ này. Dán cái con voi vào đây nha, ok là cho nó xịt lại. Rồi mình cuốn vào đây chỗ nữa. Rồi tiếp tục là làm phần đầu này, đầu bóng chày này. Rồi cái phần đầu đang hỏng nha, mình cuốn giấy mình rồi nhét vào phần đầu này cho nó chắc.
rồi tiếp theo mấy cái tiền này mình dùng kéo thân phone mình chạm lại cho nó xẹp xuống. Đấy, ngon lành thành ra. Vâng, và mình vừa chế tạo xong cái gậy bóng chày bằng giấy rồi, dùng để chơi vậy thôi. Mình tự nghĩ ra cách làm ấy chứ không học ai hết. Tự nghĩ ra cách làm luôn. Và các bạn ai có con nhỏ hoặc có em nhỏ ấy, các bạn có thể làm cái gậy bóng chày để cho bọn trẻ con chơi được đấy. Vì chơi cái này hơn là chơi điện thoại với chơi game đúng không? Chơi cái này rất bổ ích. Vì cái này chỉ bằng giấy thôi, bằng giấy nên không có đau gì hết. Đấy. Xem xong thì nhớ đăng ký kênh cho mình luôn nha, để mình có động lực làm video tiếp. Ok.